Star. Cách ra một chút con. S. S. T. A. R. Đây. 776.000 này cộng với 110.000 này cộng với 200.000 này là 1.200.000 đúng không? Người ta làm lại cho mình. Chắc là tiền 776 với 110 là bao nhiêu? Cộng với 200 tiền học ấy nó năng khiếu gì? Rồi. Done. Rồi. Write each word 6 times. Con hãy viết mỗi từ này 6 lần. Viết nhiều quá mỏi tay. Mỏi tay à? Thế có biết không? Bây giờ để gửi thầy Roman đi. 6 lần luôn nhá. Ví dụ đấy là chữ gì nhỉ? Try gì? Triangle. Bố có phê không? Ờ. T R I A N A nó sao mới lại tắt? Để cho đỡ chói. Từ nãy quay sáng qua nó chói, không nhìn thấy hình đâu, bị mờ. Đợi tắt à? Như này thì nét. À, nếu bật flash là nó mờ. A N. Bước xóa cái kia đi. Không cần đâu, quay nối luôn, không cần. G L E. Rồi con dí mắt quá. Đúng rồi, G L I. L cao lên. Kéo dài lên. Thế. 6 lần nhá. Mấy đâu một lần. 1 2 3 4 5 6. Viết bé nữa đi. G L E. Cao đầu lên. Rồi bây giờ con chỉ viết cho bố thêm 2 dòng này thôi. Còn 3 dòng này chiều mai viết nốt. Được chưa? Không viết nhiều quá mệt. G L G L E. Đấy, G L E 3 chữ cuối. Thuộc luôn càng tốt. L rồi, giỏi. Tiếp. 1 2 3 4 5, 6. Chắc là không đủ 6 đâu. Con chỉ cần viết hết dòng này là được. Con viết ở đây là được. Không cần đủ 6 đâu. Bởi vì 6 thì chật lắm.
ba sẽ vẽ đủ. ANGLE. GLE. Ba chữ cuối. Ừ. Thôi chỉ viết đủ 4 chữ thôi. Vì chỗ này chặt quá. Cao đầu lên con. N G L đi, L cao lên. Nếu sau chữ G của con là con phải kéo xuống dưới nhá. Chữ G này là hơi bị ấy nhá. Đây dòng chữ G này được. Thôi viết chữ này cho ngắn này. Con mở tay. Mở rồi thì đứng lên. Ngoáy ngoáy ngoáy. Mệt chưa? Mệt rồi thì nghỉ, mai viết tiếp.